các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn cái cách sửa chữa và kiểm tra nồi cơm điện bị mất nguồn. Thì trên tay mình nó có nhận một cái nồi cơm điện Toshiba của khách. Khách báo là mất nguồn ha, cắm điện á, nó không có báo đèn ha. Thì mình kiểm tra từng bước như thế nào. Đây mình lấy jack cắm của nó, mình cắm vô một. Nó chưa vuông ha. Các bạn thấy nè, đèn báo á, nó không có nha, ngay cả bên quăm và bên cúc á. Trước tiên á, mình kiểm tra thử cái dây điện mà nối với cái nguồn á. Như thì đây là cái kiểm tra cơ bản nhất. Nhiều trường hợp á, mà cái dây điện mình nó cắn hay là gì bị đứt dây á, thì mình có thể mình xác định được, có thể mình thay dây điện ha. Ở đây mình dùng cái đồng hồ số mình đo thông mạch, mình kiểm tra thông mạch trước. Đâu mình chích coi, kiểm tra coi dây điện nó bị đứt hay không. Rồi ok. Cái bước mà kiểm tra dây điện nguồn đầu tiên á, là cái bước cơ bản nhất mà dễ dàng nhất nha, ai cũng làm được. Như vậy cái dây điện này không bị đứt ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình tháo cái nồi cơm điện này ra, mình sửa chữa kiểm tra thôi. Các bạn quan sát cho mình nè, cái phần tem Toshiba ở dưới này á, nó có một con ốc ha. Rồi mình sẽ nạy, mình lấy con ốc lên. Mình chỉ cần hé nhẹ để mình lấy cái ốc ra thôi, mình không cần phải tháo nguyên cái tem nó ra đâu. Đa phần á, ở đây chỉ có một con ốc thôi, bên hông của nó. Còn đối với nhiều cái nồi cơm điện á, là nó có con ốc phía đít nữa. Tuy nhiên ở đây chúng ta quan sát á, phía dưới đít của nó nè, nó không có con ốc nữa hết ha. Nhưng mà nó chỉ có một cái con ốc bên hông này thôi, bên này có tem chỗ Toshiba thôi. Rồi mình tiến hành mình lấy cái dao mình nạy, mình bẫy lên. Các bạn quan sát cho mình nè, ở đây nó có một cái lỗ nhỏ ha, và đây là cái phần jack cắm AC 220V đi vào. Thì đây một tay á, các bạn nhét cái đây nè, mình đẩy ra, một tay mình đẩy cái đuôi này ra ha. Rồi nó cái nhàm của nó đó, bẫy ra được gì đó. Rồi mình quan sát bên trong nè, ở đây là cái dắt 220. Thì phía đáy này á, cái phần này phần cơ cấu, nếu mà mình đẩy cái phần lò xo nhiệt ha. Để ở đây mình tiến hành mình tháo cái đầu này ra, và mình hướng dẫn cho các bạn sơ bộ và cái cấu tạo bên trong của cái nồi cơm điện. Thì đối với những cái nồi cơm điện thông thường á, các bạn có thể xem video mà có thể sửa ở nhà được ha, không cần phải ra tiệm. Nói chung sửa nồi cơm điện này rất dễ dàng đó. Như đây, cái phần quan trọng chính của nó, cái phần này á, là phần mâm nhiệt ở dưới ha, mâm nhiệt nè. Còn đây là cái trợ lê nhiệt ha. Bên trong á, nó có lò xo. Nó sẽ gắn liền với cái phần
cơ cấu cơ ở đây, cái thanh gạt á, gạt này nó liên liền với cái phần cúc và warm, có nghĩa là phần nấu và phần giữ ấm ha, hâm nóng thức ăn, hâm nóng nồi cơm á. Thì cái cần phần cơ cấu này á, nó sẽ tác động vào cái nút nguồn, hay còn gọi là cái công tắc hành trình của nó. Đây, đây là cái công tắc hành trình của nó. Thường cái công tắc hành trình á, nó có ba chân ha. Nè, như đây nó sẽ có, các bạn nhìn không, nó đấu như vậy á, nó có bốn chân luôn. Ở trên đây á, có phần tiếp điểm nè, ngay phía rìa bên đây nè, đó là phần công tắc. Nó có một cái thanh nhô ra, mà khi mình đóng lên, bật lên, bật lên bật xuống á, thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm này, đồng thời nó sẽ cấp điện cho mấy cái phần đầu ra này nè, nó sẽ nối thông mạch với nhau. Ở đây mình không có nói chuyên sâu về cái vấn đề mà đo đạc ha, mình chỉ nói về cái cách kiểm tra. Rồi, đây là cái phần âm nhiệt nè, nó có tác dụng cung cấp nhiệt để cho cái nồi của mình khi mình nấu cơm ha. Thì ở đây mình bật cái thang đo như đo điện chở, mình có thể kiểm tra được. Để cho chính xác á, các bạn cắt này ra hết nha. Còn này mình đo trực tiếp luôn, mình đo thử cái trường hợp ở Đức á, nó sao ấy. Đó, như đây mình đo được khoảng 72 ohm ha. Còn cái đầu AC 220 vào, 20V đi vào á, các bạn đo miễn sao là nó thông mạch là được. Một phần á, nó sẽ đi vào một cái công tắc ha, một phần nó đi vào một đầu của cái mâm nhiệt. Thì mình kiểm tra cũng tương tự, mình kiểm tra cái thông mạch trước. Đây, một chân các bạn kẹp vô một cái đầu này, cái đầu của cái giắc nối, một chân các bạn chích vô mâm nhiệt ha. Mình đo xác định là nó không có lên kim, có nghĩa là nó không có giá trị điện trở. Đây nè, như vậy ở cái nồi cơm điện này á, nó sẽ bị đứt cái con cầu chì. Đây là cái con cầu chì đó nè. Rồi mình tiến hành mình tháo ra kiểm tra. Rồi mình đo hai lần á, hai đầu luôn, nó không có thông với cái mâm nhiệt ha. Sửa cũng nhanh thôi, mình lấy tủ bít mình mở ra. Một cái điện, nồi cơm điện đó, nó có tạo có phần điện và phần cơ ha. Đây phần cơ của nó nè, quan trọng ở trên đó là cái con rồi lấy nhiệt. Rồi ở đây mình sẽ tháo cái con cầu chì này ra nha. Các bạn lấy cái mũi dao á, mình nạy ra, mình bẻ lên ha. Đó, tắt được cái phần thanh này ra. Rồi mình sẽ lấy kéo ra đây, mình đo cái con cầu chì đây nè. Cái dây này á, nó khá mềm ha, nó giống như dây chì của mình á. Rồi mình đo thông mạch thử ha, kiểm tra. Đo cái cầu chì này có bị đứt không? Đây, mình đo hai đầu á, chứng tỏ là nó bị đứt ha, nó không lên kim luôn, không lên tổng chở luôn. Mình chập vô nè, không nghe đổ chuông. Rồi cái việc đơn giản của mình ở đây á, là mình cắt mình bỏ cái con này ra, mình nối tắt vô ha. Còn đối với những cái bạn mà có cái cầu chì á, thì mình tiến hành mình lấy cầu chì khác mình thay thôi. Có như đây mình cắt bỏ. Tất cả các nồi cơm điện mà ở nhà đa phần nó đều có y hệt vậy nha.
Rồi sau đó mình tiến hành mình quấn nối tắt cho thôi. Mình làm sao miễn cho nó thông mạch là ok. Đây các bạn, sẵn lại. Mình lấy cái kềm á, mình bóp, mình siết lại nha. Không cần phải dùng áo hàng luôn. Nó sửa cực kỳ đơn giản. Đó, đối với những cái nồi cơm điện mà mình chỉ cần nối tắt lại thôi là ok. Rồi, mình nhét vào cái dây cách điện Amian này. Nhét vô lại hình như cũ nha. Luồn đi, xoắn nó vô. Rồi mình đo thông mạch lại. Đó, như đây á, một que thì mình chích vô một trong hai đầu AC. Một đầu AC đi vào á, tất nhiên phải nó thông vô cái mâm nhiệt cái này nha. Bắt buộc nó phải lên kim hoặc là nó nghe tiếng bíp hoặc là nghe có động chở. Đó. Như vậy sau khi mình nối tắt cái con cầu chì này á, đã thông mạch rồi. Vậy ok nha. Rồi mình tiến hành mình cắm điện vô mình test thôi. Mình lấy dây mình cắm vô. Sửa nói chung này cực kỳ đơn giản. Các bạn thấy trường hợp mà nó bị mất nguồn hoàn toàn toàn tập á, không có điện đóm gì hết á, các bạn chỉ cần kiểm tra cho mình cái con cầu chì, rồi mình tiến hành mình thay vô hoặc là mình nối tắt vô là xong. Đây, quan trọng đây nha, nếu các bạn chú ý cách điện cho mình nha, đừng cho nó chạm vỏ nha. Trong trường hợp mà các bạn không cảm thấy không an toàn á, các bạn lấy băng keo á, các bạn quấn chặt lại cho mình nữa một lớp nữa cho nó cách điện hoàn toàn luôn ha. Không nên mà nhiều bạn mà làm không khéo á, các bạn rò điện rò bên ngoài á, nó giật. Đây, như đây nè, mình nhìn theo lúc này đã đèn nó đã sáng rồi, đã có điện vô cái mâm nhiệt của mình ha, mạch nó hoạt động ha, sửa khá đơn giản. Nguyên nhân ở đây nó chỉ có là chết cái con cầu chì này thôi ha. Còn tiến hành mình ráp máy vô. Mình nhắc lại nha, trong trường hợp mà các bạn nhìn thấy chỗ này á, nó tưa ra quá hoặc là nó cảm thấy mình không an toàn á, các bạn quấn cho mình một lớp băng keo cách điện nữa để đảm bảo cho mình cách điện tuyệt đối, tránh nó bị rò điện ha. Nói chung mình làm càng kỹ càng tốt. Tại vì nhiều khi á, cái Amian này á, nhiều khi nó bị lủng hoặc là trong quá trình sử dụng á, nó giòn quá. Mình quấn một lớp băng keo cho nó kỹ vào, nó đảm bảo an toàn điện ha. Chứ nó rò điện á là nếu khi các bạn chạm vô nó bị giật nha. Rồi, như vậy là ok. Đây, đây là phần gai giữ của nó, giữ cái con cầu chì á. Thì lúc đầu á mình bẻ ngược luôn xuống, giờ mình quặp ngược xuống lên ha. Đây nè, sọt vô đây không, đẩy lên xíu là nó bóp cái này là nó giữ luôn cái dây điện này. Rồi ok, mình bắt lại thôi.
dưới đây mình tiến hành móc lại nha. Nói chung sửa nồi cơm điện thì cũng cực kỳ dễ, không có quá khó. Đó, tất cả những thành phần thì mình giữ lại hết nha. Trong trường hợp mà bạn muốn giữ lại để mà mình thay cái con cầu chì này vô thì mình cũng có những cái thành phần mình thay ha. Còn nhiều trường hợp mà các bạn làm ẩu á, các bạn giục luôn cái này luôn nha. Nói chung là không quan trọng lắm. Thì mình chỉ việc nối tắt hoặc là các bạn cắt phần này nè, cắt vô cái phần mâm nhiệt này được rồi. Một đầu AC 220V á, nối vô phần mâm nhiệt ha. Còn một chân của nó sẽ nối vào cái phần cái công tắc hành trình nè. Công tắc hành trình này có 4 chân ha. Rồi ở đây mình ráp lại. Đây là mấy cái ngàm của nó nè. Có một bẻ ha. Để cho nó xuống, bẻ hai ngàm rồi đẩy, ok, bóp lại đó, như vậy đã xong, khá đơn giản. Rồi ở đây mình bạn canh cho mình cái lỗ. Đây mình canh cái lỗ bắt ốc nha. Đây là lỗ cần bắt ốc nè. Rồi mình xé cái phần tem này ra cho nó lòi cái lỗ ra ha. Rồi mình canh cho nó vừa vô, xoay cái lỗ này trước nha. Đó, ok. Rồi mình thấy cái lỗ nè, các bạn có thể bắt ốc mình gá vô cũng được, gá trước gá tạm vô nha, để cho nó giữ ha, nó đỡ bị chạy cái vị trí bắt ốc á. Ở đây mình bắt ốc vô luôn đi. Bắt ốc mà bắt ốc đừng siết chặt quá. Đó, bắt cho nó giữ thôi. Ở đây mình úp lại ngược lại. Đẩy sát xuống. Có mấy cái ngàm á. Bóng nó xuống là ok ha. Khi mà tất cả cái phần nó khích lại rồi mình tiến hành mình xiết ốc vô ha. Cái ốc này ở đây duy nhất một con ốc thôi, mình xiết chặt vô là xong. Ok, dán tem lại. Mình không cần phải nguyên cái tem ra đâu, mình chỉ cần hé một bên là được rồi. Rồi mình gắn lại cái phần lỗ đây nè. Cái phần mà phần này là phần giữ cái nước hơi nước thừa á, mình gõ ra thôi. Rồi nhét vô nè, kéo ra nhét vô, ok. Rồi mình cắm điện thử nha. Nói như vậy á, là cái nồi cơm điện của mình là có nguồn lại ha. Quá trình mà sửa cái nồi cơm điện mà bị mất nguồn hàng tập á, hoàn toàn á, là khá để dễ dàng ha. Mình chỉ cần kiểm tra cái con cầu chì cho mình đó. Trong trường hợp mà những cái máy cái nồi cơm điện mà
cơ như thế này á, mà trường hợp mà nó không có nấu được hoặc là cái những nồi cục điện mà nó không có cầu chì á, thì các bạn kiểm tra cho mình đứt dây á, nhiều khi dán hoặc chuột á vô nó chui vô đó nó cắn ha. Đứt dây thì mình câu lại thôi, khá dễ dàng. Rồi video này mình hướng dẫn các bạn sửa một cái nồi cơm điện Toshiba bị mất nguồn ha, khá dễ. Bằng cách kiểm tra mình thấy nó là hư cái con cầu chì thì mình tiến hành mình nối tắt vô, hoặc trường hợp nào mà các bạn có cầu chì á, các bạn thay thế cũng được. Video này kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến mắc gì các bạn cứ đỡ là comment dưới video nha. Mình support cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.